Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ có một cái câu chuyện kể của một vị độc giả ở ngoài phía Bắc. Và video của tôi có tên là Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các bạn biết không, sau khi mà chị đã gọi cho tôi và tôi phân tích thì tôi cho rằng đủ điều kiện để hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi đã tư vấn cho chị và đây cũng là một lần tôi sẽ tư vấn cho chương trình Dân ta phải biết luật ta. Câu chuyện của gia đình chị như thế này quý vị và các bạn. Ba mẹ chị có một cái quyền sử dụng đất. Thì khi mà quản lý sử dụng từ đời ông bà chị rồi tới bố mẹ chị, thì trong cái quá trình quản lý sử dụng đất thì do cái bố mẹ mất, do cái tính chất gọi là địa phương, cho nên các anh chị em vào Nam lập nghiệp. Nhà thì tổng cộng có rất là nhiều người, tuy nhiên là để lại cho một anh để ở trên đó để quản lý sử dụng. Thì khi mà anh chết thì gia đình mới về để mà lo tang cho anh, thì mới được biết rằng anh đã bán, thuật ngữ là chuyển nhượng đó, bán cái quyền sử dụng đất mà của ba mẹ cho một người khác, và hiện tại người khác đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kính thưa quý vị và các bạn, trong cái câu chuyện về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chắc có lẽ là tôi không nói không dưới 10 lần về cái quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đất phải có nguồn gốc các bạn ạ. Trong trường hợp này tôi cho rằng là bây giờ cái người khác đã được ông người anh này bán, và như vậy cái việc mà đất có phải của người anh không đã? Nếu đất là của người anh, nếu đất anh do ông anh này ông tạo lập thì ông bán sang tên đăng bộ không có một cái quy trình gì sai. Tuy nhiên nội dung quyền sử dụng đất các bạn ạ, quyền sử dụng đất là của ba của mẹ anh. Và nếu như trong trường hợp hợp thức hóa lần đầu thì phải có một đối tượng được cấp là ba hoặc là mẹ anh. Trong trường hợp ba mẹ anh không được cấp thì những thành được xem là di sản thừa kế thì tất cả những người con, hồi sáng chị có kể cho tôi nghe đó, anh chị em chị, trong đó có người anh này sẽ là người, và anh được 1/6. Còn bây giờ hiện tại anh đã chuyển nhượng qua cho người khác và người khác đã được đứng tên trên giấy. Ở trong cái nội dung đó có một cái câu mà tôi cũng thấy rất là đắt là trong cái việc dạy giấy chuyển nhượng, giấy bán đất đó nhưng mà không ghi số tiền, cho nên cũng không biết rằng là các bên giao dịch với nhau với số tiền bao nhiêu, vì thực tế thì một bên đã mất còn bên còn lại thì làm sao biết được. Thưa quý vị và các bạn, trong trường hợp này vì đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thẩm quyền của tòa án, cho nên tôi đã yêu cầu chị thôi thì chị đi kiện đi. Kiện trong trường hợp này được xem là kiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc mình khởi kiện như thế này chị ạ. Việc mình khởi kiện mình cho rằng nguồn gốc cái di sản thừa kế mà hiện tại ông mà được cấp giấy đó, cái trình tự được cấp giấy là không đúng. Đúng ra cái quy trình được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là của bố mẹ tôi cơ. Hoặc là có chăng là bố mẹ tôi chết thì cái anh đó anh sẽ được một phần một suất thừa kế trong cái suất thừa kế còn lại. Thưa quý vị và các bạn, tôi cố gắng không có những cái thông tin để giữ những cái luồng tin bí mật cho tất cả mọi người, cho dù nam, phụ, lão, ấu, những cái vùng miền khác nhau. Tuy nhiên nếu như trong trường hợp các bạn nhận cái video của mình thì các bạn sẽ thấy rằng mình là người hạnh phúc, vì trong vì trong hàng loạt những cái video đó thì luật sư có những cái bóc đại, những cái cảm hứng và muốn làm cái video, chứ để ngày mai rồi ngày mốt rồi cái lượng
cái lượng tư vấn nó sẽ nhiều lên thì sẽ không có thể nào tư vấn được. Tôi cũng có một cái số cái hướng dẫn về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hôm nay tôi sẽ xin lặp lại với chị trong trường hợp này chị nhé. Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp này của chị là hủy về mặt nội dung. Đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp này là bố mẹ chị. Nếu trong trường hợp bố mẹ chị không được cấp thì các anh chị em chị sẽ được người thừa kế theo pháp luật. Thì có thể lòng một cái câu chuyện hủy giấy và thừa kế quyền sử dụng đất trong cùng một vụ kiện cũng vẫn được. Hoặc có thể chúng ta sẽ kiện riêng hủy giấy và thừa kế. Thưa quý vị và các bạn, tôi có những cái hướng dẫn về cả về thừa kế quyền sử dụng đất và cả cái hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu quý vị và các bạn nào có quan tâm thì chúng ta hãy trả một cái chi phí nhỏ trên cái tinh thần tự nguyện. Đây là một cái để đem cho cái chương trình nâng cao cái chất lượng của cái chương trình Dân ta phải biết luật ta. Dĩ nhiên là tất cả các bên đều hoàn toàn tự nguyện các bạn nhé. Xin trân trọng cảm ơn.